cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào khi được đóng quân tại địa bàn huyện đảo, cũng góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Rất là vinh dự, cũng rất là vui và cảm động khi nhập ngũ, giờ dịp được tiếp đoàn đi đến thăm cũng như động viên đơn vị, gửi lời của cán bộ chiến sĩ trong trạm đến toàn thể đoàn công tác, lời chúc sức khỏe và chúc cho chuyến hành trình công tác từ trái tim đến các vùng biển đảo được thành công tốt đẹp. Hành trình từ trái tim đúng là rất là từ cái ý nghĩa của cái tên chương trình đã mang lại được rất nhiều cái cảm xúc cho tất cả các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi ở trên huyện đảo. Đây sẽ là những cái nguồn động lực giúp cho các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi của huyện đảo sẽ có những cái kiến thức bổ ích để có thể khởi nghiệp, lập nghiệp trong tương lai. Và nó rất là vui, mặc dù điều kiện cái thời tiết nắng nóng mà đoàn hành trình đã hành trình từ phía Nam và đi khắp coi như là vùng phía Vịnh Bắc Bộ của Tổ quốc mà đến được cái đồn biên phòng Cát Hải, mang tình cảm, niềm tin, tri thức, quà tặng cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cát Hải. Đó là một nguồn cổ vũ động viên rất là lớn để chúng tôi như là có thêm niềm tin, vững chắc tay súng bảo vệ tiếp tục chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc.